Đưa anh một tấm bản đồ, anh sẽ dẫn em tới một nơi. Điều gì mình chưa nếm trải thì thử một lần mình dại dột chơi. Nghe nói Cà Mau xa lắm nhưng thật ra nó cũng rất gần. Đi một lần mở rộng tầm mắt, con gái Cà Mau với đẹp thất thần. Thế giới này bao la, anh thì như con kiến thợ, cầm cùi đi làm kiếm ăn, có nhiều tiền rồi đi kiếm vợ. Quê hương là trồng khế ngọt, cây khế nào chẳng có trái chua. Và nếu em thương anh thiệt thì cuộc đời này anh lại phải thua. Nơi đây là điểm xuất phát, cũng là nơi anh sẽ trở về. Nhiều lần anh viết nhạc rap nhưng vẫn chưa thay đổi chủ đề. Có ngày ta lại lang thang những cơn mưa buổi chiều lạnh cống. Mình đi hết một vòng tượng đài, ghé nhâm nhi chút đậu nành nóng. Người ta thích ngồi sofa, anh đã quen bằng cây ghế đậu. Nếu em vẫn chưa ấm lòng vòng tay của anh thay thế lậu. Ai cũng muốn được giàu có, anh chỉ mong cuộc sống bình thường. Lỡ mai này sẽ cơ thất thế, hãy tìm anh đâu đó bình dương.